Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với với ngày hôm nay. Thì hiện tại chúng ta đang ở trong cái vùng đỉnh của năm 2023 một khoảng thời gian cũng tương đối rồi đúng không ạ? Và cái việc mà Bitcoin được duy trì ở cái mức giá cao như như thời điểm hiện tại thì cũng đang khiến cho một số nhà đầu tư đang cũng rất là FOMO. Bởi vì sao bởi vì các bạn đều biết là cái bối cảnh chung của những cái thị trường tài chính khác như là chứng khoán hay bất động sản ấy, thì đều đang rất là khó khăn chỉ có riêng uh, crypto là trong thời gian gần đây là tăng trưởng uh, rất là mạnh thôi vậy thì trong thời gian tới thì liệu bitcoin có thể tiếp tục tăng trưởng hay không và dòng tiền có đang tiếp tục được bơm vào thị trường thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích uh, cập nhật những cái thông tin trong video ngày hôm nay Ok thì trước tiên thì có một thông tin hết sức tích cực uh, về dòng tiền vĩ mô mà các bạn sẽ cần phải nắm. Nếu mà chúng ta tính trong tuần đầu tiên của tháng 11 ấy uh, thì chúng ta có thể thấy là đã có tới hàng trăm triệu đô la được rót vào thị trường tiền mã hóa. Uh, cụ thể hơn thì theo những dữ liệu đến từ Coinshare thì như các bạn có thể thấy ở đây là thị trường đã có 6 tuần liên tiếp đón dòng vốn đến từ các nhà đầu tư bên ngoài. Trong đó thì số tiền của tuần vừa rồi uh, có tổng là 261 triệu đô la một trong những cái mức inflow phải nói là lớn nhất trong năm 2023. Và đặc biệt thì trong cái số này ấy, chỉ có một lượng rất là nhỏ, tức là khoảng 2% là tương đương 4,5 triệu đô là được bơm để mà short Bitcoin thôi. Còn 90% còn lại gần như là được đẩy thẳng vào BTC và những cái đồng ăn coi khác. Và đây cũng được xem là một trong những lý do khiến cho Bitcoin duy trì được ở cái mức all time high trong năm 2023 à, trong thời gian vài tuần. Và trong thời gian vừa rồi thì cũng một vài những cái dự án coi ví dụ như Link hay Blur. À, một số những dự án khác thì cũng đã có những con sóng hồi tương đối mạnh. Ngoài ra thì The coin share họ cũng cho biết thêm đó là dòng tiền liên tục đang được bơm vào thị trường à, chủ yếu là do sự FOMO đến từ những cái thông tin liên quan đến bitcoin ETF spot sẽ sớm được SEC phê duyệt thì như thời điểm tại ấy, thì như các bạn đã biết ấy, thì những cái thủ tục hồ sơ thậm chí là mã giao dịch chứng khoán thì nó cũng đã được niêm yết lên sàn và chỉ cần một cái gật đầu đến từ nhà chức trách thôi thì ngay lập tức là người dân Mỹ họ có thể trực tiếp mua Bitcoin một cách hợp pháp cũng như là các tổ chức đầu tư họ có thể mua một cách rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta chú ý vào cái phần distribution phân bổ cái nguồn vốn thì các bạn có thể thấy rõ là trong 260 triệu đô la À, được bơm vào thị trường trong tuần vừa rồi thì có tới 60% à, tức là khoảng 157 triệu đô là đến từ các nhà đầu tư ở Mỹ. Đức đứng thứ hai với 63 triệu đô la và thứ ba đó chính là Thụy Sĩ với mức khoảng 36 triệu đô. À, qua đây thì có thể thấy là cái độ hype của những cái nước phương Tây đặc biệt là các nhà đầu tư Mỹ đang thực sự là rất lớn trước những cái thông tin liên quan đến ETF trong thời gian gần rồi đúng không ạ? chi tiết hơn nữa thì nếu chúng ta nhìn vào chặt, ở thơ số market cap thì các bạn thấy rõ đó là dù Bitcoin vẫn chỉ đang sideways quanh mức là 34 cho đến 35 ngàn nhưng mà tổng vốn hóa thị trường trong 7 ngày trở lại đây lại liên tục tăng trưởng và gần như là ngày nào cũng kết thúc với một cây nến xanh. Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì cái lần gần nhất mà thị trường đạt được cái mức vốn hóa 1.300 tỷ như thời hiện tại là rơi vào tầm khoảng tháng 5 năm 2022 à, thời điểm trước khi mà bong bóng Luna bị vỡ và khiến cho hàng tỷ đô la của các nhà đầu tư đã biến mất đúng không ạ và chúng ta có thể nói là cái sự fomo của những cái thông tin tin tức liên quan đến bitcoin etf kết hợp với dòng tiền tươi đang được bơm từ bên ngoài về thị trường crypto nó làm cho uh, cấu trúc tăng trưởng của cái đợt tăng giá đợt này uh, khá là bền vững và những cái bạn nào mà bạn các bạn bị miss cái mini uptrend này thì cũng uh, tương đối đáng tiếc đúng không ạ bởi vì cũng khá là lâu rồi thì thị trường nó mới có con, con sóng mạnh và đồng đều như thế này không chỉ bitcoin và một số những altcoin mà nó có nội lực thì họ cũng là đã có một cái sự hồi phục tương đối tốt à, tuy nhiên thì mình cho rằng cơ hội nó cũng chưa hết chúng ta thua kèo này thì chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái vị thế khác quan trọng là các bạn có sẵn sàng để chuẩn bị hay không mà thôi đó thì đấy là cái điều mà mình cũng đã nhắc đi nhắc lại cho mọi người trong rất là nhiều cái video cũng như trong những cái live stream là thời gian hiện tại của các bạn thực ra không còn nhiều đâu cái thời gian chuẩn bị của chúng ta đã trải qua một năm chúng ta đã có cả một năm 2023 tích lũy và nếu mà các bạn không chọn cho mình được những cái dự án hoặc là không mua cho mình được một số bitcoin nào ấy thì đấy chắc chắn là lỗi của các bạn vì không phải là thị trường nó quá gấp gáp đúng không ạ chúng ta đã có một năm hiện tại thì chúng ta chuẩn bị kết thúc 2023 và chúng ta chuẩn bị tiến tới quý 1 của 2024 với những cái thông tin như là bitcoin etf với thông tin như là bitcoin halving đúng không ạ thế nên các bạn phải cần có sự nghiêm túc trong cái sự chuẩn bị từ giờ cho tới trước cái thời điểm đó ok thì về cái bức tranh tổng quan vĩ mô dòng tiền là như vậy à, vậy thì câu hỏi đặt ra đó là trong ngắn hạn thì bitcoin có thể tiếp tục tăng nữa hay không hay là sẽ có một cái sự điều chỉnh bởi vì trong uh, rất là nhiều những cái video trước mình có chia sẻ với mọi người là đa phần nếu mà thị trường khi mà Bitcoin tăng trưởng đến một cái mức giá mà nó đi ngang quá lâu ấy thì thường nó sẽ có sự điều chỉnh đúng không ạ? Thì cái này cũng là một trong những cái gọi là kinh nghiệm từ trước đến nay và ngoài ra thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ trích cho mọi người cái biểu đồ có tên là net realized profit and loss uh, thống kê cái số tiền lãi lỗ thực tế của các nhà đầu tư trên thị trường trong một vài ngày trở đây. Thì các nhà đầu tư hiện tại thì vẫn đang chốt lời đều nhưng mà cái volume hiện tại cũng đang có xu hướng giảm. À, sau cái pha chốt lời à, tới khoảng hơn 1 tỷ đô la vào giai đoạn cuối tháng 10 thì hiện tại trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng vài trăm đô la. À, ví dụ như các bạn có thể thấy là theo thống kê mới nhất vào ngày hôm qua là ngày mùng 6 tháng 11 thì có khoảng 259 triệu đô la đã chốt lời, đúng không ạ? Hay là xa hơn là hồi mùng 5 thì số tiền chốt lời đã khoảng là 158 triệu thì nhìn chung thì với cái mức độ FOMO cũng như là tính thanh khoản khá cao như thời điểm hiện tại thì uh, việc mà có vài trăm triệu đô la đến từ các lệnh sell thì sẽ bị uh, hấp thụ ngay lập tức và nó cũng không làm ảnh ảnh hưởng quá trực tiếp đến chặt giá hiện tại của Bitcoin và ngoài ra thì uh, theo những cái biểu đồ nhiệt tích lũy Bitcoin thì cũng đã khá lâu rồi các cái phe từ retailer cho đến các cái big wave mới có cái chung một cái xu hướng uh, các bạn có thể thấy trên biểu đồ giai đoạn cuối tháng 10 đầu tháng 11 họ đang được biểu diễn bởi những cái đường màu xanh đậm à, hay là đơn giản là tất cả các phe trên thị trường thì đều đang cùng mua vào với một volume rất lớn. Phe bò đang thực sự áp đảo hoàn toàn phe gấu ở trên thị trường. À, chi tiết hơn về những cái lệnh spot thì chúng ta có thể check qua cái file chart Bitcoin xem là các order mua bán trên thị trường như thế nào. Thì hiện tại nếu mà chúng ta xét một cách tổng quan thì cái áp lực sell của tất cả các order lớn nhỏ à, gần như là không có. Cụ thể thì trên market đang chỉ có một tường bán với cái volume khá mỏng ở mức là 36.000 và với cái volume đâu đó khoảng một vài chục triệu đô được biểu diễn bởi cái giải màu đỏ đậm như các bạn thể thấy trên dữ liệu đúng chưa ạ? Và ngoài ra thì các cái vùng giá bên dưới thì cái mức 43.000 nó cũng đang được dần hình thành những cái tường bay nhưng mà cái khối lượng nó cũng tiếp tục là không quá cao thì chúng ta nhìn vào cái cụm normalized CVD thì rõ ràng là với các order nhỏ, tức là những cái khối lượng trung bình từ 1.000 cho đến 100.000 à, đang liên tục có xu hướng bán ra trong một vài ngày trở đây. Và đây cũng chính là số tiền chốt lời đến từ các retailer mà mình vừa mới phân tích cho mọi người trên những cái thống kê à, đến từ Glassnote. Trong đó thì những cái wave lớn à, được biểu diễn bởi những cái order màu nâu với cái volume từ 1 triệu đến 10 triệu đô thì đang ở trạng thái tương đối là high khi mà họ đang hấp thụ toàn bộ những cái áp lực sell và nó cũng khá là logic với cái việc là Bitcoin đang không hề bị xả mặc dù là chúng ta đang ở trong cái vùng ôn time hai của năm 2023 đúng không ạ? Và ngoài cái thị trường spot ra ấy, thì hiện tại thì thị trường future thì những cái lệnh long short nó cũng đang tương đối cân bằng. Và theo những cái dữ liệu mới nhất đến từ High Block Capital thì hiện tại trong ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 thì thị trường đang có khoảng 177 cụm thanh lý short và trong số này thì có những cái lệnh long là 161 cụm và số tiền tranh lệch giữa hai phe được thống kê trong cái phần uh, liquid uh, level delta thì nó cũng không quá nhiều chỉ ở mức là dưới 1 tỷ đô sau khi mà đã tính đòn bẩy tức là số tiền thật nó cũng chỉ vài chục đến vài trăm triệu đô la mà thôi đây là một cái khối lượng không quá lớn với cái bối cảnh chung của market hiện tại à, thêm vào đó thì những cái bạn nào mà chơi ngắn hạn ấy thì các bạn hãy chú ý đến những cái vùng như là 35 ngàn năm và 35 ngàn tám và 36 ngàn một như ở trên dữ liệu thì các bạn thấy đây sẽ là những cái vùng giá có cái volume co liquid thanh lý lớn nhất hiện tại và ở một số những cái khung thời gian ngắn như là M5 hay M15 ấy thì giá đến đây thì nó cũng có thể là sẽ có sự đảo chiều trong ngắn hạn. Nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ áp dụng với cả những cái lệnh scalp thôi. Còn ở trên khung thời gian lớn thì những cái mức uh, cold liquid như mình đã thống kê trên màn hình thì nó cũng chưa đủ điều kiện để chúng ta coi nó là những cái vùng cản và vùng kháng cự thế là mọi người uh, lưu ý để tránh chúng ta áp dụng sai cái quy tắc này nhé. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây à, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok thì nhìn chung là trong tháng 10 vừa rồi cái cụm từ October nó cũng đã khá là chính xác khi mà không chỉ Bitcoin mà một số cái altcoin cũng đã có một cái sự hồi phục. ạ? quan trọng là các bạn có phải là người tận dụng được cái con sóng hồi này hay không. Mà thôi, thì đối với cả những các bạn nào mà các bạn đang là holder ấy, thì mà các bạn đã mua được ở những cái vùng giá tốt ờ, từ trước tháng 10 thì mình nghĩ là uh, các bạn có thể giữ vững cái uh, giữ vững cái vị thế của các bạn cũng được. Không nhất thiết là chúng ta phải nhảy ra uh, nhảy vào quá nhiều. Còn đối với các bạn trade thì các bạn nên để ý cái xu hướng chính đang là xuống gì đúng không ạ? Cho các bạn tránh thì chúng ta đánh ngược những cái xu hướng trong thời gian tháng 11 sắp tới. Thì các bạn thấy là trong tháng 10 vừa rồi thì khi mà thị trường có một cái sự hồi phục thì cái lợi nhuận trong 30 ngày của mình trong thời gian vừa rồi nó cũng tương đối ok. Đây là cái tài khoản trade của mình đang có lợi nhuận khoảng 61.146 đô trong tháng 10. À, tương đối ổn nếu mà chúng ta so sánh với những cái tháng trước khi mà thị trường nó chỉ có đi ngang mà không có quá nhiều sóng thì ngay lập tức khi mà thị trường có sóng thì mình cũng đã tận dụng tương đối tốt cái cơ hội này và tháng 11 thì có lẽ là thị trường nó sẽ không quá ngon ăn như là tháng 10 đâu à, chúng ta sẽ cần phải uh, điều chỉnh lại cái kế hoạch cũng như là chúng ta cần phải update uh, chi tiết những cái thông tin, những cái xu hướng để các bạn có thể có được những cái thông tin và có được cái kế hoạch uh, tốt nhất thì vào mỗi buổi sáng thì mình đều cập nhật cho mọi người update khá là chi tiết ở trên nhóm telegram về cái view của thị trường cũng như là cái kế hoạch uh, giao dịch các bạn là th theo dõi suốt cái thời gian vừa rồi thì các bạn cũng nắm được những cái thông tin này hàng ngày đúng không ạ và nếu như các bạn mà muốn được update một cách kịp thời thì các bạn nên follow cái nhóm tele bởi vì sao Bởi trên video thì do là cái thời gian để mình uh, làm quay mình edit nó cũng uh, khá là mất thời gian thế nên là đôi khi là những cái thông tin của mình đưa ra là sẽ có cái độ trễ đó, nên là không thể cập nhật một cách uh, ngay lập tức như ở trên telegram được Ví dụ như trong ngày hôm nay thì cả phiên sáng và phiên chiều thì như các bạn biết là Bitcoin nó cũng không chạy quá nhiều đúng không ạ? À, bản thân mình thì cũng chỉ lướt được một vài những cái lệnh scalp nhỏ thôi ở quanh vùng 34 9 à, và cũng chốt ở trên cái vùng 35.000 cũng không uh, có được lợi nhuận quá lớn. Tuy nhiên thì nói chung là thị trường nó là như vậy đúng không ạ? Khi mà chúng ta vào con sóng lớn thì chúng ta ăn sẽ đôi khi là rất lớn. À, có thể là ví dụ là cái profit của tháng 10 của mình nó sẽ có thể bằng cả tháng uh, 3 tháng trước cộng lại đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà thị trường đi ngang thì chúng ta cũng không thể nào kỳ vọng là lúc nào cái profit của chúng ta nó cũng duy trì ở cái mức uh, cao đến như vậy. À, quan trọng là chúng ta bảo toàn vốn trong cái giai đoạn này thôi. Và trong tháng 11 thì mình uh, hiện tại mình vẫn đang uh, giao dịch khá là cầm chừng vì mình uh, đang uh, chưa thực sự uh, quá chắc chắn về cái xu hướng của tháng 11 và mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải có những cây nền xác nhận trước khi mà chúng ta biết được xem xu hướng chính nó là xuống gì và chúng ta có thể có được những cái kế hoạch giao dịch là hợp lý nhất ok thì với các bạn mà các bạn đang đánh scalping các bạn có thể follow nhóm tele để chúng ta sẽ cập nhật được những cái thông tin liên quan đến trading một cách kịp thời nhất Uh, đó là toàn bộ cái nội dung trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn Hy vọng là video đem đến cho mọi người những cái thông tin hữu ích Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo Để chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin liên quan đến thị trường Khi mà thị trường cũng đã bắt đầu trở nên nóng hơn Và chúng ta chuẩn bị bước sang giai đoạn rất quan trọng Đó là năm 2024 Giai đoạn bản lề cho cái mùa uptrend sắp tới Thì các bạn đừng quên để follow những cái thông tin quan trọng đó nhé